Sau 30 tuổi tôi mới hiểu thấu những điều này. Người khác không có nghĩa vụ phải dạy bạn cái này cái kia, cấp trên không có nghĩa vụ phải dạy bạn học được hay không là bản lĩnh của mình. Kiếm được tiền thì nó cũng sẽ vào túi của mình chứ không phải vào túi của người khác. Quy sự ngu ngốc, vô tri của mình về thành trách nhiệm của người khác, nó chỉ nói lên một điều rằng bạn không biết tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Năng lực trao đổi công việc, quản lý cảm xúc, nghiệp vụ cốt lõi, tất cả đều phải tự mình chủ động đi tìm tòi, học hỏi. Người khác cũng chẳng có nhiều thời gian. Cuộc sống mà, ai chẳng bận rộn. Khóc cũng vô dụng, đáng yêu cũng chẳng được gì, chỉ xinh đẹp thôi là không đủ. Bởi lẽ nếu không có giá trị, không có thực lực, người khác sẽ không chú ý tới bạn. Hoặc là nhịn, hoặc là biến. Đây là nguyên tắc cốt lõi trong công việc. Nhận thức rõ được điều này, bạn sẽ bớt phàn nàn lại. Thay vào đó, nghĩ cách làm sao để nâng cao năng lực, kiếm nhiều tiền hơn. Một người con trai sẽ bị ấn tượng bởi một người con gái đẹp, nhưng sẽ yêu một người con gái hiểu chuyện. Vì sao? Vì người con gái hiểu chuyện sẽ hơn 100 đứa con gái đẹp. Bạn giàu nhiều tiền, bạn sống vui trong giàu sang, chẳng phải buồn phiền, ăn với chơi như là tiền. Nhưng tôi thì không, cha mẹ tôi đây rất nghèo, tôi đây nặng mưa suốt đêm ngày. Làm từ phụ hồ, lương tháng cũng chỉ đủ ăn, dành dụm từng đồng gửi đến cha mẹ ở quê. 30 tuổi xuân, tôi bàn tay trai dở sân, tôi đâu sướng vui giống như bạn. Bạn giàu nhiều tiền, bạn sống vui trong giàu sang, chẳng phải buồn phiền, ăn với chơi như là tiền.
nhưng tôi thì không. Cha mẹ tôi đây rất nghèo, tôi đây nặng mưa suốt đêm ngày. Làm từ phụ hồ, lương tháng cũng chỉ đủ ăn, dành dụm từng đồng gửi đến cha mẹ ở quê. 30 tuổi xuân, tôi bàn tay trai dở sân, tôi đâu sướng vui giống như bạn. Nói chung sau khi lấy vợ là chúng ta sẽ trở sang một giai đoạn nó cực kỳ là nhục nhã và đau đớn về thể xác và tinh thần. Người ta nói rằng là hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Tôi không biết cái thằng cha nào nói ra câu đấy, nhưng mà nếu mà tôi gặp nó tôi sẽ tặng nó chai Quốc Lủi. Nó nói câu quá đúng luôn, đúng không? Thậm chí có chai gì tôi cũng tặng nó. Okay. Thứ nhất là sau khi kết hôn nhá, chúng ta sẽ mất hết tự do rồi đó. Đi đâu chúng ta cũng phải xin phép, đúng không? Anh xin phép về muộn nè, anh xin phép đi uống bia với thằng bạn nè, anh xin phép đi đá bóng. Bây giờ cái việc của chúng ta vẫn làm, việc rất có ích cho xã hội, mà bây giờ chúng ta phải xin phép. Không thấy có đau đớn không? Đấy, việc xin phép. Thứ hai là đi đâu nhá, với ai, bao giờ về chúng ta phải thông báo. Chúng ta làm sao biết được đi đâu rồi, chưa đi nữa phải báo rồi. Với ai nữa, với đâu hàng trăm thằng làm sao không biết nhớ hết tên mà nói với cả vợ ấy. Bao giờ về? Chúng ta có phải là nhà tiên tri đâu mà chúng ta biết là mấy giờ về, đúng không? Thì xong việc mới về chứ. Mình có làm sao mình biết trước là tương lai được là mấy giờ mình về, đúng không? Thế mà chúng ta cũng phải trả lời. Đi thôi. Thợ hồ mà lương một tháng kiếm được 10 triệu thì em thấy là không yêu được. Bởi vì chắc chắn là 10 triệu nó không thể nào mà đủ để cho cái mức chi tiêu ở Hà Nội. Ít nhất là lương cũng phải khoảng từ 25 đến 30 triệu. 27, 30 tuổi mà vẫn chưa có, tức là vẫn nghèo ấy, thì nên là xem xét lại. Lương 25, 30 triệu đi. Nhưng mà ví dụ người yêu con làm nghề gì, người yêu con làm thợ hồ thì bạn nghĩ sao? Thực ra nếu mà 25 đến 30 triệu một tháng, nhưng mà ví dụ như các cái kế hoạch về sau này mà cũng không có chi tiến thủ thì thực ra em cũng không thích lắm. Em cũng không thích người yêu mình làm thợ hồ. Ngày đi làm công rồi về ngủ thôi mà không có chi tiến thủ, không có suy nghĩ thì em nghĩ là quá nhục, không xứng đáng để được yêu. Bạn có yêu một người con trai làm công, làm thợ hồ không nhỉ? Còn đấy là còn tùy vào duyên ạ. Em không biết ạ. Em cảm thấy hơi khó chịu ạ, bởi vì tính của em không chịu được những cái việc mà mọi người kiểu để đồ lộn thuộm. Em thấy là nếu thợ hồ thì lương tầm 10 hoặc 15 triệu một tháng thì hơi ít ạ. Bởi vì bây giờ còn rất là nhiều cái cần phải chi tiêu ạ. Đúng. Và như thế thì cuộc sống sẽ khó khăn hơn. Nếu mà khi mà mình lấy một người làm thợ hồ, em nghĩ là tầm khoảng 30 đến 40 triệu một tháng thì có thể kiểu chu cấp cho gia đình. Thợ hồ mà không có ý chí vươn lên để thay đổi cuộc sống của mình ạ, thì đó là một người khá là cố chấp và bảo thủ, sẽ không phù hợp với em. Bởi vì em là một người luôn luôn cầu tiến và muốn đi xa hơn trong cuộc sống. Ôi giời ơi. Thợ hồ người ta đi nhiều mà không về được, ở bẩn hoặc ở dơ, bừa bộn, nói to với người yêu, không tôn trọng mình, không tôn trọng người yêu, không ngọt ngào thì làm thợ hồ mà không biết vươn lên cố gắng để vượt qua thì thôi, nách, không nên yêu. Lương tháng 10-15 triệu, nhục lắm. Em 203. Bạn đã có người yêu chưa? Em có rồi. Bạn có yêu một người con trai mà làm thợ hồ không? Chỉ cần họ có ý chí tiến thủ các thứ thì có nghe có kể có nghe có thể kiểu làm nghề gì thì em cũng đồng ý. Em không thích con trai hút thuốc. Thợ hồ thì hay hút thuốc đúng không? Vâng, không ngọt ngào, không tinh tế. Thợ hồ mà có mức lương đến tầm 10-12 triệu, yêu mà tình đến cưới mà với mức lương từ 10-12 triệu như thế thì có áp lực. Một người mà làm thợ hồ mà không có ý chí tiến thủ, cũng không có cố gắng thì em nghĩ là sẽ bị dễ thất bại. Họ sẽ không nuôi được chính bản thân họ. Thứ hai là sẽ không nuôi được gia đình. Em nghĩ là mức lương từ tầm 25 đến 30 triệu là đủ để sinh sống. Ngại ngùng là người yêu ấy, bạn trai em có làm nghề nó nặng nhọc hay là nó bẩn thỉu. Bạn có yêu một người làm thợ hồ không? Mình không ạ. Thứ nhất là keo kiệt, thứ hai là lười biếng ạ. Chi li tính toán từng đồng một đấy ạ. Nề nếp thì không được gọn gàng sạch sẽ. Người thợ hồ đấy mà không lo được cho mình, không lo được cho bản thân mình trước thì mình nghĩ là không nên có người yêu làm gì. Phải vươn lên một công việc khác tốt hơn.